Đây là sino xi măng 60 tấn nằm ngang nhá. Chiều dài này là hơn 7 mét này, 7 mét 1 này. Chiều cao 3 mét. Chiều ngang, chiều rộng này là 2 mét 9. Nguyên cái cục này là nặng tầm 4 tấn. Ở trên nắp kia sẽ có hai cái cục lọc rũ bụi, nhưng mà nó không quá quan trọng. Sẽ cắt mái để cho nó lên. Sino nằm ngang xi măng 60 tấn là sẽ nắp ở đây này. Đây. 6 chân của nó này. Cái này ngang nó 2 mét mấy nhỉ? Cái này ngang á? Con này ngang 2 mét 9. 2 mét 97. Đấy, bố trí đi về thì bảo anh ra test triển khai. Đây cái bộ chân của nó đây. Bộ chân của nó là bộ chân này là cao đúng 3 mét luôn này, tròn 3 mét này. Đấy. Đấy. Nguyên bộ chân này. Đấy, nguyên bộ chân này là dùng cho sino xi măng 60 tấn này nhá. Đấy. Tiếp theo là có con sinocat. Sinocat này là cũng cao 3 mét này, cao 3 mét, rộng 3 mét 1. Cái chiều dài này là 4 mét 1. Đấy. Có hai cái cục này là khoai nhất. Đấy. Cái chỗ độ cao mà để sinoxi nằm ngang này, sinoxi sẽ nằm ngang. Sinoxi nằm ngang sinoxi vuông góc với lại cái chỗ vị trí đang để đây. Cái chiều cao, cái mái chiều cao mái của nó đang 6m8 mà tổng chân bên này cái thân kia là đang 6m. Cái bằng vàng này là ống nạp xi vào sino này, hai ống cho hai khoang này. Đây hai cái chóp này là hai cái chóp của đáy sino, đáy sino xi. Đấy. Hai cái chóp này đó. Đấy. Hiệp đo anh xem là cái này bao nhiêu. Đấy. Riêng cái chóp này, một cái chóp này 2m77 này. Đo chiều kia. Đấy. Một chiều 2m77. Hai cái chóp này cho đáy của hai sino kia gắn vào nhau, rồi gắn bộ chân kia nữa.